Mới đây, để tri ân khán giả, Thu Quỳnh Anh Vũ đã thực hiện một album ảnh cưới ngọt ngào để gửi đến khán giả. Bộ ảnh cưới đẹp như mơ khi được Thu Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân đã lập tức thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ. Mối tình chị em thu hút sự yêu mến của khán giả nhờ những phân cảnh ngọt ngào, lãng mạn. Ngoài đời, mẹ đơn thân Thu Quỳnh hiện sống cùng con trai 6 tuổi sau khi ly hôn với diễn viên Chí Nhân sau gần 2 năm chung sống. Còn diễn viên Hoàng Anh Vũ cũng từng kết hôn năm 2014 và có một con trai 3 tuổi. Tuy nhiên, hiện anh đã ly hôn. Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Hồ Phong, người thủ vai ông Tấn trong bộ phim Hương Vị Tình Thân đã chia sẻ hình ảnh hậu trường bộ phim. Trong đó, ông cùng một số diễn viên như Thu Quỳnh, Thu Hạnh, Sĩ Hưng đã cùng nhau ngồi ăn cơm đoàn chung tại sân nhà bà Sa. Khoảnh khắc lập tức được người hâm mộ chú ý vì có đầy đủ các gương mặt của một gia đình thủ đoạn. Trong đó, ông Tấn là giang hồ đội lốt doanh nhân, không từ mọi cách để đạt được mục đích. Bà Sa là kẻ chỉ quan tâm đến cuộc sống tiền tài danh vọng, dùng thi như một công cụ đạt mục đích, mang lại cuộc sống giàu có cho mình cùng con trai. Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất vẫn là chiếc bụng phình to khó hiểu của Thi. Trong chiếc váy 2 dây màu kem, người đẹp để lộ vòng hai kém thon gọn rõ rệt. Do đó, nhiều người hâm mộ tin rằng ở những diễn biến sắp tới của phim, Thi sẽ mang thai. Đây có thể sẽ là tình tiết khiến nhân vật thay đổi số phận, tính cách trong phần tiếp theo của Hương Vị Tình Thân. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.